Tôn vị xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong mục kết nối tình duyên. Thưa quý vị, trước màn hình chúng ta là hình ảnh của chị Hường và anh Xuyên. Nói về chị Hường là một người phụ nữ Bến Tre, rất là mặn mà, dễ thương. Nhược điểm của chị là rất là sợ ma. Theo chia sẻ của chị, từ khi tình duyên của chị lận đận, trở về sau thì chị đã phải sống trong sự cô đơn và sợ hãi, bởi vì chị rất là sợ ma như chúng ta đã biết. Khi chị lên tung vị để bày tỏ, một thời gian không lâu thì đã được anh Xuyên là người thương mến chị. Tung vị đã kết nối cho anh chị được trò chuyện, được tìm hiểu nhau. Hôm nay nguyện vọng của hai người muốn đến nhà của nhau để thăm hỏi, nên Tuấn Vị đã kết nối, cũng như là đã đến để ghi nhận. Giờ đây mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi thăm hỏi trực tiếp giữa anh Xuyên và chị Hường. Nói về anh Xuyên thì anh Xuyên là một người đàn ông hiền lành, quê gốc ở Sóc Trăng. Hai người đã tìm hiểu nhau và hôm nay thì đã đến quyết định là đi thêm một bước, đó là đến nhà nhau để tìm hiểu thực tế. Mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi gặp gỡ hôm nay. Dạ, rồi mình đi vô thôi, chạy hơi hút phải không? Dạ. Trời ơi, nay đẹp trai quá. Rồi. Em Hường đâu rồi? Đây. Đón khách kìa. À, con chào bác. À, rồi. Nói gì đây? Nói gì đây? Trời ơi, con đẹp quá trời. Rồi nói gì đi, nói. Rồi, cảm ơn anh Huy. Dạ, để coi coi. Trời ơi, ước gì mà mình là phụ nữ ha. Ước gì mình. Mang dạy vô luôn, mang dạy vô luôn, tại quán giờ đó. Thôi được rồi, đây vậy là trà sữa thạch nhà làm. Dạ. À, vậy là nhà mình tự làm á ha. Dạ, dạ. À, thưa quý vị, là đến xứ dừa cái là biết liền có ông buồn dừa nè. Trời ơi, anh Xuyên ha, đã quá anh Xuyên ha. À, buồn dừa này hình như dừa này gọi là dừa lửa nè. Dạ, vô đi anh. Rồi, nhà gái chờ sẵn đó đây nè. À, nhà gái chờ sẵn nè, chào con nha. Con phải nhà gái không? Phải không con? Phải không? À, thưa quý vị, hôm nay thì xuống xứ dừa Bến Tre, nên là Tuấn Vĩ đã mời em Thủy và em Loan cùng đi cùng. Hai cô mặc hai cái bộ bà ba dễ thương ghê không? Rồi, chào chào anh. Dạ. Ngồi đi anh. Dạ. Ngồi đi anh. Dạ, con chào bác. Dạ. Dạ. Bác là mẹ của dạ. À, mẹ của chị Hường ha. Dạ. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bác 82. À, 82 rồi đó hả? Trời ơi, mừng cho bác nha, cho con bắt tay cái coi. Trời, 82 rồi khỏe vậy là cũng mừng ha bác ha. Rồi. Dạ. Dạ. Chắc là nay thì bác cũng nghe chị Hường nói là có bạn tới chơi. Dạ. Dạ. Từ sáng giờ cũng trông. Dạ, sáng giờ cũng trông hả bác? Sáng giờ cũng trông con. Dạ. Xa quá mà xuống về cũng sớm. Dạ. Xa quá rồi. Dạ, công chuyện là phải đi sớm chứ. Dạ, con tuốt trên Đồng Tháp xuống. Dạ, còn anh Xuyên thì ở bên Sóc Trăng qua. Dạ. Bác đã đi Sóc Trăng lần nào chưa? Chưa, nhỏ lớn không có đi. À, nhỏ lớn chưa có đi. Dạ. Rồi cũng hy vọng có dịp đi cho biết bác ha. Dạ. Ở trong nhà mà rồi em cũng đổi nón vậy đó hả? Dạ, trời nắng dữ lắm anh chị. Vậy. Hèn chi mà trắng. À, ôi. Đấy, hôm nay đây là nước em đang làm đây là. Dạ, em làm tà lít tông. Tà lít tông hả? Dạ dạ. Trà chứ sao tà? Trà. À, đúng là bánh te ha. Dạ đúng. À, đúng chất bánh te luôn. Dạ. Tà lít tông ha. Trà lít tông.
Vậy là trà sữa này kia là em cũng tự dạ ở nhà làm em luôn. Tự nấu em tự làm hết anh vậy. Tự nấu tự làm hết. Dạ. À, thưa quý vị là em Hường á, thì như hôm trước đó là có giới thiệu là em ở một mình em rất là sợ ma, nên là hy vọng là em cũng sớm có người giữ ma cho em ngủ. Thì hôm nay đó thì anh Xuyên ở Sóc Trăng có xuống chơi, thì thật sự mà nói là xuống chơi mang tính là tìm hiểu thực tế chứ cũng chưa có sự ràng buộc nào. Em Hường ha, phải dạy mới được ha, phải giới thiệu dạy mới được cho nó rõ ràng ha. Để rồi đôi khi người ta cũng hiểu lầm hoặc này kia. Nếu mà đôi bên có duyên với nhau thì tốt, còn ngược lại chưa có duyên với nhau thì coi như đây là một cái chuyến đi chơi thôi. Rồi mai mốt mình cũng qua bên đó mình chơi ha. Phải đi chơi như vậy để coi cái sự phản ứng của hàng xóm như thế nào đúng không? Lỡ mình xuống dưới nhà thấy có bà nào ở dưới chết cha luôn à. Đúng không em hả? Lỡ có bà nào mình vừa vô cái thấy bà nào đó là mình cũng căng, nên là mình phải tìm hiểu thực tế nó mới được. Vậy thường ở đây thì khách ngày đông hơn hay là khách đêm đông hơn? Dạ tùy theo bữa anh vậy, nhiều bữa cũng bán ế lắm mà nhiều bữa cũng bán cũng được, nói chung là bán rai rai nhờ đi giao. Dạ em nhờ em đi giao vòng vòng ở đây nè. Vậy là có người đi giao hay là em đi tự luôn? Đi luôn em tự đi luôn. Dạ mấy bữa em ở mình thì tự em bỏ quán em đi đại. Dạ không cần nhân viên nhân viết gì này kia gì hết trơn ha. Dạ tại bán cũng con mình đủ sống mà nên cũng mướn thì không có dư. Còn mấy cái chai này là chắc là siro này kia. Dạ ha. Dạ siro anh. Siro thì bỏ hương vô trà sữa, mấy đứa con nít nó chịu hương á. Nó chịu mùi này mùi kia ha. Dạ. Đúng là làm quen ha, cái tay thoăn thoắt ha. Dạ. Giờ hổm giờ còn sợ ma nữa không? Có má em hết sợ rồi. À có má lên chơi. Dạ. Ủa vậy là má ở nhà khác thì... Dạ má em ở dưới đây khoảng mười mấy cây số. Thì chỉ có lâu lâu má lên chơi thôi. Dạ lâu lâu má lên chơi. Thì má thấy hôm nay cũng đơn chiếc nè, rồi thôi kêu má ở. Để vị vô nói chuyện với má một chút đây. Vậy là gia đình mình thì tất cả có mấy người con hết bác hả? Bốn. À bốn người con. Năm người mà chết hết hai rồi. Năm con có ba, còn hai anh trai nó với Hương nữa nè. Dạ. Vậy Hương đây là thứ mấy bác hả? Thứ sáu như Út hết rồi. À coi như Út. Dạ. Vậy là cũng lập gia đình lấy chồng lấy vợ này kia hết rồi bác hả? Lấy chồng vợ hết rồi. Dạ. Quà có quà gì anh Xuyên, có quà gì đó? Quà Sóc Trăng hả? Có mấy con lươn hả? Hôm qua bắt được thấy gì? Dạ. Hôm qua bắt được mấy con lươn. Dạ vậy là thưa bác là gia đình thì cũng lập gia đình hết, chỉ có em Hường nữa thôi. Dạ, chứ còn với đứa anh trai thứ năm đó là vợ chồng nó lịch sịch rồi thôi. Dạ. Dạ, mà hai đứa con nó nuôi. Dạ. Vậy thì coi như bây giờ mà Hường lấy chồng nữa là bác cũng khỏe ha. Dạ. Bác có mong nhiều không? Có mong cho... Bác cũng mong nó lập gia đình đâu đó cho nó có nơi có chỗ rồi bác chơi già cũng được. Dạ, có yên lòng ha. Yên lòng, không lo, giờ bác lo với nó. Dạ. Nghe Hường chia sẻ đó là nói ở đây mình hay sợ ma. Lâu lâu khi nào má lên thì còn đỡ, bữa nào mà má không lên là ở đây là sợ ma, ở mình sợ ma lắm. Mình sợ, tối sợ gì lắm. Mấy bữa trời mưa trời gầm sợ gì lắm. Tội nghiệp quá. Dạ. Vậy sao bác không lên đây ở với Hường? Thì bỏ thằng trai chứ cũng ở quen rồi cũng lâu rồi cũng về, phải về. Ở bữa quen. Ở đâu quen đó? Ở đâu quen đó. Dạ. Còn tên nó lên chừng tháng nửa tháng là về, có chuyến này chơi hơi lâu.
Dạ. Bác trai mình thì mất rồi bác ha? Mất lâu rồi. Dạ. Tội nghiệp. Đi bộ đội. À. Đi bộ đội chết lâu rồi. Trước đây cũng có đi bộ đội rồi mất. Đi bộ đội mất. Dạ. Tội nghiệp. Vậy thì từ đây mà về dưới chỗ bác ở thì cách xa không? Cũng không xa không. Đi cũng... Dạ. Không biết bác cũng độ, không biết bao lâu chứ cũng dạ. Gần chứ không xa. Dạ. Đây đi ra ngoài cái mít này, cái đi xuống rồi tới. Dạ. Ly nước vô giùm đi. Thì cũng vòng vòng đây thôi chứ cũng không xa lắm. Dạ, không xa luôn. Dạ. Ở dưới đó thì xã hành lễ. Dạ. Con từ nào có nghe xã hành lễ không? Dạ con chưa có xuống đây bao giờ. Vậy hả? Từ nào cũng mới xuống lần đầu. Dạ. Dạ xuống đây lần đầu nên không hay, không có biết. Dạ. Dạ. Rồi con được mấy đứa cháu rồi? Dạ con được hai đứa. Đây là bà xã con nè. Dạ. Dạ. Mặc áo trắng đây nè, còn con gái của con đây nè. À. Dạ đó, còn một thằng ở nhà thì đang đi học. Dạ. Hai đứa. Dạ. Còn hai cô mặc áo bà ba bên đây thì là người Bến Tre mình. Dạ. Dạ. Cũng bè bạn tha chơi. Dạ, cũng bè bạn hết. Dạ. Dạ. Rồi, vậy bác Mười nghỉ nha. Dạ. Dạ, con thăm hỏi chút xíu vậy để hiểu thêm về cái cuộc sống của gia đình mình. Dạ. Dạ. À, để bây giờ chắc là anh Xuyên giới thiệu những người bạn của mình cho em Hường cũng như là cho Tuấn Vĩ và những người hiện diện đây biết ha. Dạ. Thì trước hết em cũng đòi lại anh chúc sức khỏe anh Tuấn Quỷ và anh với chị được nhiều sức khỏe và luôn luôn sẽ được nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành đạt trong công việc. Dạ. Em cũng giới thiệu đây là Tạo bạn của em, còn đây anh đây là tên Cường, là anh của bà con với em. Cường với Đạo hả? Tạo. Mang dép Tạo. Lại vô luôn đi, nhà ông dơ lắm. Anh Tạo là sinh năm mấy anh Tạo? Mang dép lại. Năm 77. À 77 cùng tuổi Vĩ. Rồi hai bạn này đã có người yêu chưa? Dạ có rồi. Chết cha, bởi nãy giờ thì đang còn chờ giới thiệu. Còn thưa quý vị, bên đây là em Ngọc Thủy, thì chắc là nếu ai thường xem trên kênh thì chắc là đã biết. Và đây là em Loan, thì cũng xin giới thiệu với hai người bạn cũng như anh Xuyên biết. Yeah. Là hai em đây thì quê cũng Bến Tre luôn em ha. Bên mình là thuộc cái gì Bến Tre em? Dạ em là quận Ba Tre, tỉnh của mẹ em ở dưới Ba Tre. Em ở thị trấn Châu Thành. Dạ cũng tỉnh Bến Tre. Đó thì là hai em cùng là quen biết. Yeah. Cũng lên để kết nối về tình duyên nhưng mà cái duyên nó chưa tới. Đó cho nên là người ta hay gọi là duyên ai nấy hưởng. Duyên ai nấy hưởng, ai tới trước thì mình sẽ làm việc trước. Rồi anh Xuyên từ bên đó qua đây thì khoảng bao nhiêu cây số? Hơn trăm hả anh hả? Em vậy cũng hả? không biết, chắc hơn. À, chắc hơn. Dạ. Sáng mai đi mấy giờ? Sáng đi hồi 6 giờ. Dạ. Hồi hộp không? Có không? Dạ, cũng ít. Cũng ít ít. Dạ. Mà nghe chị Hường nói là ở nhà một mình sợ ma. Thật sự mà nói là trong cái sự tưởng tượng của Tuấn Vĩ á, là Tuấn Vĩ cứ tưởng tượng á, là em Hường ở chỗ này nó hơi vắng người. Cứ nghĩ là nó hơi vắng người chứ không nghĩ là sơm tủ và không có nghĩ là nhà cửa như thế này mà sợ ma cái gì nữa. Chứ sợ ma lắm anh Vĩ. Nhà kiên cố như vậy là ma đâu vô được. Chứ mấy lần hay không có má hay ban đêm đâu có dám ngủ đâu. Ngủ mà không dám ngủ, nghe cục ở trên nóc nhà hoài hả. Mà cái gì cục ở trên? Đúng rồi, con chuột đó chị. Nghe cục thì chắc là chỉ có chuột thôi chứ ai đâu mà vô mà ma ai. Đâu mà đi được. Cứ nghe cục có cái không dám ngủ, buồn ngủ cũng không dám ngủ nữa. Rồi nghe tiếng gì không? Rồi không có nghe tiếng gì, chỉ nghe tôn cục có trở vậy đó. Chừng nào mà nghe hường vậy mới sợ chứ. Bây giờ nghe cục không là tại mèo. Bên đây nè, cái nhà bỏ hoang nè, nhìn ghê lắm. Ở bên đây hả? Dạ, cái nhà bỏ hoang ai ở. Vậy là ám ảnh cái vụ mà từ trong nhà hoang đó. Dạ. Sợ là nó không, bỏ trong đó ra. Nhiều khi tối em xuống em rửa ly, em nghe cái rẹt em buông cái đầu ly, em chạy vô nhà em đóng cửa. Vậy hả? Dạ. Em đóng cửa lại, sáng em dậy em rửa, không rửa.
mà chỉ là mình sợ vậy thôi chứ còn trong thực tế thì đâu nhà bên đây đâu có gì đâu phải không? Dạ, nhưng mà em sao em nhát quá trời đúng không ạ? Ừ. Dạ. Ban đêm là em coi như không đi đâu hết trơn, xuống sao là không có đi, ở kia ở trong nhà không. Bởi vì em muốn cái gì là phải chuẩn bị đem vô nhà hết. Ừ. Trời ơi, lớn mà sợ má. Má đâu sợ không biết nữa. Đem vô nhà chuẩn bị hết, không có gì để ngoài sân hết. Vậy là ở đây thì thuộc xã gì quên rồi? À, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Dòng Trôm. Dạ. À, Dòng Trôm. Dạ. Bởi vậy Dòng Trôm mà anh cứ ngỡ ngỡ trong lòng là Ba Tri. Để dạ, anh nói dòng, sai. Dòng Trôm. Ừ. Đường cũng dễ tìm hả anh vậy? Ờ, cũng dễ. Dạ. Dễ thôi chứ đâu có gì khó. Vậy là anh Xuyên thì một tuổi. Thường 1 tuổi. Dạ. À, vậy hả? 77 hả? Dạ. À 77, vậy là hôm nay hai người đẹp đang nhiêu? Ba anh em 77 hết. Chị này chị đó mình cũng 77, sinh năm 77. Ừ, rồi. Bằng tuổi. À, để Tuấn Vĩ cài cái micro cho Thủy, Thủy giới thiệu về Loan và giới thiệu về mình chút xíu ha. Bởi vì cũng có thể là có nhiều cô chú mà chưa có coi kênh đó. Ừ, có nhiều cô chú chưa coi thì giờ đây Thủy giới thiệu về mình và giới thiệu về Loan chút xíu ha. Ừ. Dạ, Thủy xin chào cô chú, anh chị em, cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Hôm nay là Thủy với chị Loan đây nè. Chị Loan thì mấy anh chị xem trên kênh của anh Tuấn Vĩ thì cũng biết chị Loan. Chị Loan hồi bữa là cũng có đi lên kênh anh Tuấn Vĩ để kết nối rồi. Nhưng mà chị Loan cũng chưa đến duyên, chưa gặp. Nhưng mà chị Loan cũng mấy con tháng mà, còn em là cũng lâu năm rồi. Lâu cũng năm. Chưa gặp. Kỳ cựu nhưng mà nói chung là một năm rồi đó, nhưng mà cái duyên có Thủy cũng chưa có gặp được người nào. Nên bữa nay thì tình cờ anh Tấn Vĩ ảnh có đi xuống Dòng Trôm là thành ở Bến Tre, ở cũng gần quê của Thủy á. Nên anh vợ chồng anh Tấn Vĩ mời Thủy với chị Loan đi tới nhà của chị Hương ha. Chị Hương cũng lên kênh anh Tấn Vĩ để kết nối, là chị Hương cũng có gặp anh bạn anh đó ở Sóc Trăng. Em không biết anh đó tên gì. Anh Xuyên. Dạ. Rồi cũng có đi chung với mấy anh chị xuống tới đây, xuống để chúc mừng cho chị Hường với anh Xuyên đã hai anh chị đã kết nối thành bạn, thì cũng xin chúc mừng. Dạ. Thật ra đó thì cái sự kết nối hôm nay đó thì Vĩ cũng nói rõ để cho đôi bên để hiểu. Thì cũng có một số cặp đó, có một số cặp dạ. Cũng đến nhà nhau chơi. Nhưng mà trong cái sự tìm hiểu thực tế rồi cũng cái đó là quyền của hai người. Dạ. À, tuy nhiên thì ý Tuấn Vĩ nói đây là chưa có sự ràng buộc nào. Dạ. Để rồi đôi khi có sự hiểu lầm rồi chẳng hạn như sau này nếu kết nối tốt á, thì không nói. Ngược lại mà đôi bên chưa có thuận duyên nhau đó. Dạ. Thì lại là đôi khi sợ người ta hiểu lầm là đã có rồi đó. Dạ. Thì cho nên là cái quan điểm Tuấn Vĩ là rất là rõ ràng về cái việc này. Dạ. Đó thì sau này cũng vậy, nếu mà có ai muốn tới nhà Thủy chơi này kia thì anh cũng sẵn sàng. Dạ. Yeah. Rồi giờ chắc là nhờ, Thủy còn muốn bày tỏ điều gì thêm không? Khi nào bày tỏ hết thì em nhường cái micro anh hỏi Loan cái xíu ha. Thì anh hỏi chị Loan đi. Bây giờ okay. Bây giờ để em đưa cái micro cho em dừng lại, nói cho chị Loan nói chuyện. Rồi hai cháu hồi ba dễ thương hết sức. Dạ. Thưa quý vị là thế này, hôm nay đó thì gặp lại em Loan và em Thủy. Thì hồi nãy ngồi trên xe đó thì là em Thủy với em Loan cũng có nói đó là mong muốn là Tuấn Vĩ về nhà để em Loan trổ tài để nấu cái món mà hôm trước Loan nói đó. Dạ, dạ. Món gì quên rồi? Gà tiềm ớt hiểm. À, gà tiềm ớt hiểm. Thì em Loan cũng có mời về nhà để cho em Loan thực hiện theo cái lời mà hôm trước em Loan nói đó, là em Loan nội trợ rất là giỏi và có món là gà tiềm ớt hiểm. Thì Tuấn Vĩ cũng rất là cảm ơn cái sự quý mến của hai em, nhưng mà gọi là hôm nay cái công việc chính ở bên nhà Xuyên đây, bên nhà chị Hường đây, và bên nhà Hường đó là mình lo công việc ở đây cho xong đi đã rồi mình tính ha. Dạ. Nếu mà có thời gian thì mình về mình làm món đó ha. Dạ dạ. Về ghé nhà em. Dạ. Bên ngoài cái món gà tiềm ớt hiểm ra thì Loan còn có thường nấu những món gì nữa không? Thì em cũng biết cũng dịch nấu ăn này kia vậy thôi, ít gì thôi, đó có mấy món thôi. Dạ. Vì hôm trước đó thì không giấu gì quý vị là cũng có người muốn tìm hiểu em Loan. Dạ. Nhưng mà dường như là cũng chưa hợp duyên. Dạ.
Dạ, chào cô, chào chị. Xin chào. Dạ, dạ, chị ngồi đi chị. Dạ, dạ. Dạ. Ừ. Em Hương giới thiệu coi đây là như thế nào với gia đình mình. Hương Giang, cái này Hương Giang là giai cháu, một cháu. À, giai cháu. Giai cháu, giai lớn. À vậy ha, dạ dạ. Rồi chị ngồi đi chị. Ngồi đi Hương Giang. Dạ. Rồi em cứ cầm đi, mình trò chuyện chưa có xong. Cầm cũng được, em cài cũng được. Ừ. Vậy rồi thật sự mà nói đó là để mà kiếm được một người tâm đầu ý hợp là nó cũng không phải đơn giản. Dạ. Không phải đơn giản chút nào. Dạ. Đôi khi ví dụ như là kiếm cái gì nó hiện diện trước mặt mình đó, thì dễ kiếm. Dạ. Nhưng mà kiếm để mà tính tình hợp nhau thì phải có sự tìm hiểu. Dạ. Phải tìm hiểu. Dạ. Nên là khi mà kết nối được cho ai đó mà thấy trước hết là ví dụ như là hợp nhau để đến nhà nhau chơi thì đó là một cái tín hiệu tốt rồi. Dạ. Đó là một cái tín hiệu tốt rồi. Còn cái duyên nợ sau này nữa thì cái chuyện đó là do đôi bên. Dạ. Bữa nào mà có anh nào mà kết nối được thì xuống em nấu cái món đó ha. Dạ. Gà tiềm ớt hiểm ha. Dạ, dạ. Trong cái món gà tiềm ớt hiểm đó thì anh ngỡ ngỡ là có thuốc bắc này kia phải không? Có không? Dạ có. À. Ba rau này kia bỏ vô ăn không ngán anh, có rau nữa. Cái đó chắc bổ dữ à. Dạ. Đúng em. Dạ. Thưa quý vị, là tính cho đến thời điểm này thì em Loan và em Thủy cũng chưa có ý trung nhân nào. Nhưng mà biết đâu được qua cái buổi trò chuyện này, thứ nhất là có hai anh, ủa quên, chứ hai anh có vợ rồi. Hai bạn này có vợ rồi. Biết đâu được qua cái buổi trò chuyện này thì cái duyên nó tới hơn sao em ha. Thôi mình cứ hy vọng đi ha. Rồi, ok, rồi cảm ơn em nhiều. Rồi, bà xã ngồi đi. Rồi, đưa cho anh mượn cái micro được rồi em ha. Em Loan, cảm ơn em. Rồi, cho em hỏi em Hường chút xíu ha. À, dạ. Rồi hôm nay là mình tính làm món gì đây? Hôm nay em đãi anh Vĩ là món cháo gà, gà luộc sả, tôm nướng, heo quay. Vậy là với anh Xuyên đem gà nướng hay vịt nướng gì xuống nữa. À vậy đó hả? Chu đáo hết sức không? Hai món hả? Hai món. Cảm ơn rất là nhiều. Sẵn đây Tuấn Vĩ, Tuấn Vĩ kể câu chuyện cả nhà nghe ha. Dạ. Vui ha. Cả nhà có đồng tình không thì cho một tràng vỗ tay để Tuấn Vĩ kể chuyện. Đâu. Bởi vì nhắc tới chuyện con gà đó thì Vĩ mới nhớ. Vĩ mới nhớ tới câu chuyện này là có một cái ông nọ, ông ăn thịt gà là ông rành dữ lắm. Ví dụ như là ông vô quán đó mà ông kêu chủ quán đó là cho tôi một con gà Bến Tre nha. Cho tôi một con gà Bến Tre. Mà ông chủ quán lấy con gà Mỹ Tho ra cho ông ăn là ông biết liền. Ông có biệt tài vậy đó. Thì cái hôm đó là ông vô, ông nói cho tôi gà Bến Tre nha. Ông chủ quán, ông dòm, ông nói bày đặt gà Bến Tre để tôi lấy gà Long An cho ăn coi có biết không. Thì ông lấy ra một con gà không phải là gà Bến Tre. Thì ông ngồi, ông vừa gắp lên miếng đầu tiên, ông nói trời, sao tôi kêu gà Bến Tre mà đưa gà này gà Long An mà nó kỳ cục vậy. Ông chủ quán là hết hồn cái gì rồi. Nói sao ông này hay quá vậy, có khi là hỏa may không. Bây giờ để tôi đưa con gà khác cho ông ăn coi thử ông có biết không. Để cái đưa con gà khác, cái ông cầm lên ông hửi, trời ơi cái này gà Vĩnh Long mà kêu gà Bến Tre sao ông đưa. Để cái ông chủ quán là hết hồn luôn. Và cái sau đó thì là đưa đúng con gà Bến Tre, ông cầm lên cái ông nói đây đúng rồi đó, nói gà nào phải đưa gà đó chứ kỳ cục, đưa hai con gà rất quốc à. Vậy cái hồi á là ông chủ quán là thán phục rồi. Vậy cái cô phục vụ á thì cổ mới thấy lạ, thì cổ mới hỏi cái ông khách mà ăn thịt gà đó, họ nói chú cho con hỏi sao mà chú hay quá vậy, mà sao mà chú biết được con gà đó là ở đâu, xuất xứ từ đâu vậy. Vậy ông nói đâu có xa lạ gì, tôi ăn riết rồi tôi quen. Bây giờ nói thiệt quá, tôi hửi cái phao câu cái là tôi biết là gà đó xuất xứ từ đâu hả. Vậy cái trả tiền này kia xong xuôi rồi. Trả tiền xong xuôi cái cô tiếp viên á mới tự dưng khóc lên. Vậy ông nói ủa sao khóc vậy. Thì cô tiếp viên nói chú ơi chú,
Con nói thiệt với chú là con thì con thất lạc gia đình con lâu rồi, con không biết quê quán con ở đâu hết trơn á. Con kiếm cha mẹ kiếm hoài mà không có ra. Mà thấy chú hửi phao câu gà, chú biết được quê quán đâu vậy? Bây giờ chú có thể hửi con cái coi con hửi đâu. Thì theo Thủy thì sao, có ổng có hửi không? Không dám đâu. Còn theo Cường thì sao, không biết ổng có giúp không? Không, không dám. Anh Xuyên nếu mà cương vị là anh Xuyên thì anh Xuyên có giúp cái hỏi coi, là có nghĩa là giúp ổng coi, giúp cô đó coi quê quán cổ ở đâu không? Thì em nghĩ chắc có lẽ là chú đó không có dám giúp trong điều kiện đó. còn sao hai bạn thấy sao, có nên giúp không? Không. Nhưng mà người thì khác, người thì gà thì không, mà mình không giúp như con gà, mình giúp được người khác. Không, ý là gà thì ổng hửi phao câu, nhưng mà người thì không lẽ người hửi phao câu. người thì ổng hửi tay thôi, ổng cầm cái tay không biết. Chắc chết quá. Thôi nói hồi nói tầm bậy bạ ha, làm Hường với anh Xuyên đỏ mặt hết trơn. Ủa trái nào là trái của Vĩ quên rồi. Hửi biết. À, trái này hả? Để hửi gọi có đúng không? À cái vàng đó ha, con gái cũng nhớ nữa hả? Ba ngồi này vàng đó luôn. Hôm nay em rất vui khi có vợ chồng Tướng Vĩ xuống chơi với hai bạn Thủy và bạn này bạn gì? Bạn Thủy. Bạn Loan. Với anh Xuyên, với hai bạn của anh Xuyên. Còn em thì thiệt là rất vui nên hôm nay em làm mấy món để đãi anh Vĩ và mấy bạn của anh Xuyên. Hôm nay em không biết nói cái gì nữa. Có vịt có gà này kia hết trơn ha. Gà này là gà trống hay gà mái đây? Gà này theo Hường thì gà trống hay gà mái? Con này chắc con gà mà. Thế nó trọc đầu này ha, thế trọc đầu chắc là gà mái à? Hả, gà trống hả? Không, hửi phao câu là biết gà đâu. Hửi phao câu biết gà. Rồi còn heo này, heo được heo có cái. Anh Xuyên. Heo được heo có cái đây. Còn tôm á, ai biết tôm được tôm cái mới giỏi à. Cái này chắc Thủy phân biệt được không em? Em cứ hửi phao câu. Không sao, tôm cái thì có chuyện. Hửi coi mới biết. Cái em Thủy muốn cho cái là cái. Thưa cô chú anh chị, cũng gẹo chút cho nó vui, cho cái không khí nó vui tươi. Giờ đây thì chắc là Tuấn Vị xin phép được tạm thời ngưng máy để gia đình cùng dùng bữa cơm thân mật do chính tay của em Hường nấu. Và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn chủ nhà. Và mời cộng đồng chúng ta cùng dòm nha. Xa quá thì chỉ có dòm thôi, hửi cũng hửi không được nữa. Rồi, để cả nhà tự nhiên nha. Tuấn Vị xin cúp máy. Nạc đâu hết trơn. Ăn hết còn xương không. Nên là rất là cảm ơn chủ nhà nhiều. Bây giờ chắc là anh mời em Hường đi vô trong này, anh hỏi riêng chút xíu ha. Dạ. Vô buồn ha. Rồi, cả nhà ngồi đó chút xíu nha. Rồi, đi vô đây. Tú Quyên ngủ hả con? Ủa sau này có chỗ ngồi không? Ngồi đây nói sự người ta nghe. Anh Vĩ đi xuống đây. Trời ơi, bởi một mình em ở cũng hơi ấy ha. Dạ. Cũng hơi rộng rãi eo, quá đúng eo, không? Eo hẹp lắm mà anh Vĩ. Dạ. Ồ đúng rồi, ra đây anh hỏi chút xíu. Ồ rộng rãi quá trời nè. Ồ ra đây mình tâm sự chút xíu đi. Thưa quý vị, là Tuấn Vị kêu em Hường ra đây tâm sự chút xíu. Rồi em lấy cái ghế ngồi đây ha. Mình ngồi đây mình tâm sự riêng chút xíu đi. Rồi em ngồi bên đó ha. Dạ. Nhà bên đây là nhà người ta đúng không? Dạ, dạ. Vậy mình là sinh hoạt từ đây trở vô. Dạ. Rồi hôm nay gặp thực tế thì em thấy sao? Có giống như trong hình, trong có giống như trong khi mà mình chưa gặp không?
Dạ giống ở trong hình luôn. Hả? Là anh Vĩ hỏi về anh Xuyên á hả? À ý đúng rồi, ý là hỏi về anh Xuyên á thì em thấy anh cũng giống như trong hình. Ừ. Có nghĩa là cái sự hình dung của mình và cái sự mà mình tìm hiểu hổm giờ thì nó cũng không có gì khác lạ phải không? Dạ không, ừ. Thì ở ngoài thì thấy anh cũng hiền từ. Rồi cái sự thiện cảm này kia đó, khi mình gặp nhau thì mình có cảm giác thấy có thiện cảm nhiều không? Thấy thì cũng y như trên hình, nói chuyện điện thoại thôi. Ừ. Thật sự mà nói đó là thế này nè em nè, là cái buổi trò chuyện hôm nay, cái buổi kết nối hôm nay là mang tính là mình tìm hiểu thực tế thôi. Dạ. Chứ anh cũng nói trước cộng đồng là chưa có gì ràng buộc. Dạ, dạ, dạ. Chưa có gì ràng buộc, cho nên là nếu ví dụ như sau này nếu mà thuận duyên đôi bên đến được với nhau thì đó là cái điều mà rất là tốt. Dạ. Bởi vì là đây cũng là dù sao thì cũng có cảm tình với nhau rồi thì mới xin đến nhà nhau chơi. Dạ. Thì đó là trên thực tế là nó như vậy. Dạ. Nhưng mà trong quá trình tìm hiểu thực tế mà nếu mà có điều gì đó ví dụ như là nghe ở trong hình thì thấy có cảm tình rất là nhiều, nhưng mà sau khi gặp mặt thì thấy sao mà ảnh ví dụ như là ảnh nhìn cái mặt gian gian quá ví dụ là như vậy, hay là nhìn mình cũng chưa yên tâm để mình có thể để mình tìm cái cơ hội khác coi thử nó có hợp hơn hay không hoặc này kia, thì cái đó là em có quyền. Đó thì trước cộng đồng anh đang ghi hình đó nè, thì anh cũng xin mở lời như vậy. Không những là cái đôi của em mà các đôi khác cũng vậy, đi đến chơi là mang tính là tìm hiểu thực tế, chưa có gì ràng buộc. Cho nên nếu ví dụ như mà đôi bên đến được với nhau là rất là tốt. Còn ngược lại mà ví dụ như mai mốt đó mà anh Xuyên ảnh thấy có ai đó hợp hơn ảnh lấy người khác thì cái chuyện đó cũng là chuyện thượng tình. Thật sự mà nói là vậy, chỉ trừ khi mà cao trầu rồi đến lễ bàn thờ này kia rồi đó. Dạ, dạ. Thì cái chuyện đó là không được. Dạ. Chứ còn bây giờ thì theo anh nghĩ là bạn bè tới chơi thôi, bây giờ vẫn là tự do. Dạ. Có nghĩa là trước mắt thì em cũng có cảm tình đó. Không có... Dạ cũng có tí xíu thôi. Dạ. Có tí xíu hả? Dạ. Theo đánh giá sơ bộ của anh á thì thấy trước mắt là ảnh được cái hiền. Dạ thì ảnh hiền, ảnh thì nông dân. Hiền lành. Dạ. Thì theo anh nghĩ là hy vọng là lấy được người chồng hiền thì cũng đỡ lo ở cái chỗ là người ta không có làm gì mình. Dạ. Em ha. Dạ. Thì nếu không có gì thay đổi đó thì em có kế hoạch mà xuống bên nhà anh Xuyên chơi không? Để em sắp xếp. Dạ. Để em sắp xếp công việc nhà, rồi có gì em đi thì em nhắn tin cho anh Vĩ. Anh Xuyên có mời không? Hổm giờ anh Xuyên có mời gì đó? Có. Xuyên cũng có mời. Cũng có mời đi qua nhà em chơi, rồi khi nào mà đi qua nhà anh thì em nói để em sắp xếp. Dạ. Rồi qua đây thì em có muốn nhắn gửi gì tới cộng đồng, hay là nhắn gửi gì ví dụ như là thưa cộng đồng là nay em đã tìm hiểu anh Xuyên hoặc này kia không? Không, cái đó em không. Chưa. Dạ, cái này em chỉ bạn bè thôi. Dạ, chưa đến giai đoạn đó ha. Dạ. Đó thì đương nhiên là anh cũng muốn ghi nhận cho nó đâu vô đó. Dạ. Này chỉ bạn bè thôi. Thì để cho rõ ràng cái quan điểm của mình. Dạ. Thì quan điểm của anh thì cũng vậy, cho đến thời điểm này là mới tới cái gọi là mới tiến gần thêm được một bước. Dạ. Hôm đầu tiên lên trên kênh của anh á, là bày tỏ. Dạ. Mang tính là giới thiệu về bản thân. Dạ. Còn hôm nay đó thì tìm hiểu trong thực tế. Dạ. Gọi là đang dừng ở mức là tìm hiểu. Dạ. Đó thì anh cũng nói rõ là như vậy. Dạ, cái này là em chỉ nói là bạn bè thôi. Em cũng nói anh Xuyên coi như là bạn thôi, chứ còn tình cảm thì chưa. Đúng rồi. Dạ. Và cái đó thì thật sự là anh cũng không có trực tiếp tìm hiểu, nên anh cũng không biết đánh giá như thế nào. Dạ. Tùy đôi bên thôi. Dạ, dạ. Anh là kết nối cho đôi bên để biết nhau. Dạ. Còn cái việc mà có đến được với nhau này kia hay không thì cái việc đó là đó tùy là đôi bên. Tùy duyên. Thật sự là như vậy. Dạ. Rồi thì anh cũng muốn nói cái quan điểm như vậy thôi. Dạ, dạ. Rồi em có muốn nói điều gì thêm không? Chắc là em cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng đối tiến ha. Bởi vì trong thời gian qua thì anh thấy trong cái video của em cũng nhiều người thương cảm và nhiều người cũng khen ngợi. Khen ngợi, nhiều người cũng có chê. Dụ mà em đi lên hai ba kênh đó. Em lên kênh Như Lan, mà tại vì em cũng không có muốn lên kênh Như Lan, nhưng mà tại hai người đi chung á. Là em cũng tính lên là bày tỏ với nói thiệt với anh Tướng Quỷ là em có lên kênh Như Lan mà hai người kia cản không cho em nói.
Em sợ đi lên hai kênh này cộng đồng chửi em. Đó thì em về em lương tâm em cũng cắn rứt lắm, mà về cái lên em bị cái người đó chửi em cũng buồn dữ lắm. Em bị ám ảnh từ hôm bữa tới nay luôn, em không dám xem nữa luôn á. Thật ra thì anh không có không có tham gia và cũng không có bàn luận đến cái chuyện mà kênh người này người kia, bởi vì khi đến kênh anh thì anh chỉ biết anh thôi à. Chứ còn em đã lên kênh nào hoặc này kia thì cái chuyện đó anh không có bận tâm. Và hơn nữa là cũng không liên quan gì tới anh cả. Đó, em muốn bày tỏ thì em nói vậy thôi, chứ còn anh thì không quan trọng. Ai đến với anh thì anh tiếp, còn ai đến với kênh của người khác này kia thì cái chuyện đó là quyền tự do. Tại vì bữa đó thì em buồn, em chỉ nhắn tin qua thử ai giờ Như Lan đồng ý kết bạn cái điện lại liền cho em, cái kêu là ghi hình. Em nói giờ em lu bu quá chưa có ghi hình được, thì hẹn 3 giờ thì nó không được, 3 giờ em bận thì không được. Nên Như Lan thôi hẹn 4 giờ rưỡi, thì 4 giờ rưỡi thì có điện ghi hình. Thì em nghĩ là chỉ đăng ký thử thôi, chứ em nghĩ thường thường ta nói 2-3-1 tháng gì mới được. Nhưng mà xem đăng ký thì có liền luôn. Chắc là tại thấy dễ thương. Có liền luôn, thì ghi đại, thì ghi trong vòng không có chắc được 2 tuần quá. Rồi cũng có 2-3 anh kết nối, nhưng mà em không có đồng ý với anh nào hết. Rồi hai người đi chung với em mà lên Tướng Vĩ đó, chú Huy cái gì qua đó rủ đi lên Tướng Vĩ. Rồi em cũng lên với tình bài anh Vĩ là đi lên vậy đó. Rồi hai người đó nói thôi hỏi đừng có tình bài gì hết trơn á, nấu luôn đi. Thì Vĩ đâu có quan trọng chuyện đó đâu. Thì đến với Vĩ thì Vĩ chỉ biết là khách đến với mình thì mình tiếp khách đó thôi à. Còn trước đó ví dụ như đã đến kênh nào thì Vĩ đâu có quan trọng gì chuyện đó. Em cũng ngại, ngày lên này gặp bị chửi nữa em càng cảm thấy. Vậy là em qua mấy cái kênh đó trước anh hay là sau anh? Em đi qua đó trước anh. Nhưng mà em muốn đi lên kênh của anh, nhưng mà em không có đi qua. Nhưng mà bữa đó em đăng ký thử chơi thôi, nhưng mà ai ngờ đâu là thiệt, trong ngày đó luôn, mấy tiếng đồng hồ là có liền. Thế nó dễ dàng quá hả? Ok, thì Vĩ hôm nay thì Vĩ cũng ghi nhận cái điều mà đôi bên cũng đã đến nhà nhau để tìm hiểu thực tế. Coi cái gương mặt của người đó có thực sự là ở như ở trong hình hay không. Cái ví dụ vậy. Rồi qua cái cách cư xử, rồi cách nấu nướng này kia, nghe nói nấu ăn ngon, rồi hôm nay mình thưởng thức coi thử có thật sự là ngon hay không. Rồi vậy mình để ra trước ha. Đó, nhà em nhỏ xíu hả anh vậy mà tối khóa cái cửa này lại rồi thôi, chứ đâu mà sợ gì nữa. Nè cái nhà bếp nè có hơn chút xíu vậy đó. Rồi ăn cơm thì em ngồi ở đây ăn, nhiều khi em bưng tô lên trước ăn. Ngồi đây mình cũng thấy buồn. Bưng tô lên trước ăn, em ăn tô không à. Thì nay em khóa cái cửa sau này nữa là ok, chứ có em gì đâu. Em khóa lại hết, ban đêm là em khóa lại hết rồi. Rồi ngủ một mình thì cũng buồn, chứ còn sợ thì đâu có gì đâu sợ. Bị mũi cắn hay gì? Rồi em đeo cho anh Xuyên cho anh đi. Anh phải kêu anh Xuyên vô đây, vô buồng anh hỏi chút xíu. Rồi bây giờ anh Xuyên vô buồng ha, anh Xuyên vô buồng em hỏi chút xíu. Thấy có vẻ hơi run run, thấy cái môi mấp máy rồi. Rồi đi anh. Vô đây anh vô trước đi. Anh đi tuốt ra phía sau á. Nhà này đúng là ở một mình cũng hơi sợ, bởi vì nó chiều dài nó hơi dài đó. Rồi có hai cái ghế đó, anh ngồi giữa cái ghế. Anh ngồi vào cái ghế phía trong này nè, để Vĩ ngồi phía ngoài để cho nó thuận ánh sáng đó anh. Rồi chắc là anh Xuyên xích vô trong này cái xíu này cho nó thẩm mỹ một chút. Ăn no chưa anh? No anh. Hay là ngồi dòm không dám ăn. Rồi thấy trong lòng sao? Thấy trong lòng thấy sao này? Cũng ổn anh. Trong lòng cũng ổn. Vậy là trước đó là không ổn hay sao? Ta cũng tại vì khi mới lên lần đầu cũng hơi hờ hộp. Giờ cũng như lên được lần thứ hai rồi nên nó cũng hơi bình tĩnh. tức là ý là
quay hình lần thứ hai rồi nó bình tĩnh hơn ha. Dạ đúng rồi. Bình tĩnh hơn cái lần trước đó, ha. Dạ. Mà lần trước thì cái quan điểm của anh như thế nào mà anh lại thiếu bình tĩnh? Tại vì mình nghĩ hồi nào tới giờ chưa có lên thì tao thấy nó cũng bây giờ nó lạ. Nên nó chưa, cũng không, chưa không có được bình tĩnh. Còn khi mình lên rồi cũng như mình có hiểu rồi cho nên nó cũng có cái sự nó bình tĩnh cao hơn. Cái sự bình tĩnh cao hơn. Còn tinh thần của ngày hôm nay thì anh thấy có thoải mái hay không? Dạ cũng thoải mái anh. Thoải mái hơn khi mình lên lần đầu. Rồi còn cái khi mà bắt đầu cất bước ở nhà đi đó với lại cảm xúc của bây giờ thì nó có khác nhau hay không? Dạ cũng có khác anh. Lúc đi thì mình nghĩ gì và bây giờ thì mình nghĩ gì? Nghĩ khi mình đi qua đây mà chắc có lẽ là sẽ vui hơn khi mình bị dèo rồi hổng gài, thì nói chung ra từ khi bắt đầu lên chương trình tới giờ thì cũng như mà nói chuyện với em Hường thì chỉ nói trên điện thoại, trên Zalo thôi. Nhưng mà mình đến đây thì nó thực tế. Trong khi mình gặp nó thực tế, nó rõ ràng hơn khi mình nói chuyện trên Zalo. Có nghĩa là sau khi mà anh muốn kết nối với em Hường xong mà khi mà em cung cấp số điện thoại cũng như là trao đổi với em Hường rồi cho đôi bên tự nói chuyện với nhau đó thì khi mà được cái sự đón nhận của em Hường về cái việc mà chấp nhận cho anh được làm quen rồi chấp nhận cho anh được xuống nhà này kia thì cảm xúc có vui nhiều không? Dạ có vui. Tại vì khi một người mà mình có thể mình thấy có sự cảm mến, nếu được người ấy đồng ý chấp nhận để làm bạn với mình thì cái điều đó là cũng như cái điều mình muốn làm bạn với một người bạn đó. Mà mình đến được thì trong lòng nó phải có cái sự vui. Có cái sự vui anh ha. Dạ. Nhưng mà thế này anh nè, gọi là cái cuộc gặp gỡ hôm nay đó là gọi là cái bước thứ hai thôi. Còn tất cả nữa là vào nhờ vào cái sự nỗ lực của anh và cái sự chân tình của anh. Làm sao đó mà anh làm cho cái người mà mình yêu, mình quen, mình thích mà người đó đồng cảm với mình, là cái điều đó là điều quan trọng. Cơ hội thì em thấy rồi đó, có nghĩa là cơ hội thì cổ đã kêu mình xuống nhà, cho mình cơ hội xuống nhà chơi tìm hiểu thì đó là gọi là cơ hội rồi. Còn cái việc mà có sau này mình có bước tiếp được nữa hay không, có bước được những bước tiếp theo nữa hay không là ăn thua là do ở mình nha. Chứ còn có nghĩa là Vĩ đã tạo điều kiện cho hai người là có cơ hội để bày tỏ, để gặp gỡ nhau rồi đó. Còn cái nỗ lực tiếp theo nữa là do mình. Có được cổ thương mến mình, có được cổ đáp lại tình cảm của mình hay không là ăn thua do mình nữa. Dạ đúng rồi. Đúng anh ha. Nhưng mà sau khi gặp rồi thì anh thấy có giống như ở trong điện thoại không? Có dễ thương như vậy không? Dạ cũng có. Cũng có dễ thương như vậy. Cũng thấy thì cũng giống như vậy. Có hướng tích cực hơn không, hay là nó bằng, hay là không, hay là không bằng? Dạ cũng em thấy là cũng trên màn hình thì nói chung ra nó cũng hơi sơ xích. Dạ ra ngoài thì nó có cái khác hết. Bởi vì ra ngoài thì mình thực tế hơn là ở trên màn hình. Nhiều khi màn hình cũng như nó làng qua cái màn hình á thì cũng không thấy, cũng không được rõ ràng. Khi mình đến đây thì là đã rõ ràng. Nhưng mà nó mang tính là tích cực hơn hay là nó tiêu cực hơn, gọi là không bằng ở trong màn hình? Dạ thì tích cực hơn trong màn hình. Tích cực hơn trong màn hình. Nãy giờ có dòm nhiều không, có hay là dòm lén này kia không? Dạ thì dòm thì cũng có dòm. Cũng có dòm. Chủ yếu em qua tới đây là để nhìn. Rồi qua đây phải nhìn mới được chứ. Đúng rồi, qua phải nhìn. Sinh ra con mắt rồi còn cho mình sáng sủa để nhìn đó. Qua đây là chủ yếu là để nhìn cho rõ. Đúng rồi, để nhìn thực tế anh ha. Dạ. Kẹo rồi hôm trước ngồi thấy cái khúc trên không, rồi bây giờ không biết khúc dưới gì. Đi đứng này kia làm sao, ví dụ vậy ha. Đi đứng làm sao, rồi dò cẳng này kia làm sao. Cổ đứng sau cổ cười. Thôi qua đây đi, em Hường. Qua đây ngồi vui đi, ngồi đây trò chuyện chút cho nó vui.
Đây cái ghế này. Ảnh nói đó là qua nhìn thực tế đó thì ảnh thấy là tích cực hơn khi ở nhìn ở trong màn hình. Dạ. Xấu hơn là đẹp hơn trong màn hình. Đẹp hơn trong màn hình. Đó thấy giờ hồi nãy thì hồi nãy nói khác rồi nha. Giờ nói khác. Giờ nói khác. Giờ thấy cái giật mình rồi nói khác. Nói chơi cho vui thôi chứ thật sự là gặp được nhau là cái duyên á. Dạ. Bởi vì như chúng ta cũng biết rằng là trên cái trái đất này là bước bao nhiêu muôn trùng là người, nhưng mà để gặp được nhau thì đó là một cái điều mà cái cũng là cái duyên. Nên cái chuyện sau này nữa đó thì tùy hai bạn chứ mình thì mình chỉ là kết nối cho hai bạn biết nhau thôi. Cái mong muốn thì đương nhiên là rất là mong muốn nhiều. Hai bạn được về cùng một nhà thì đó là cái nguyện vọng. Khi mà em Hường lên đó, thì em Hường cũng có cái tiêu chí rõ ràng là cũng muốn kiếm một ý trung nhân. Thì đó là mình cũng trao đổi là như vậy. Ngủ một mình sợ ma. Đó là nè, em rửa chén, rửa ly cái này đó, mình nói rẹt 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 em qua. Thưa quý vị, là đây là cái lý do mà sợ ma là do cái ngôi nhà này nè, là ngôi nhà hoang. Đó, cái ngôi nhà là ngôi nhà hoang không có người ở. Vì lẽ đó mà mỗi khi mà em Hường mà rửa chén này kia ở đây là nhìn qua đó là hay sợ. Ha. Mà chủ nhà thì đi đâu? Đi làm ở thành phố. Chủ nhà đi làm thành phố. Nhưng mà trước đó thì ngôi nhà này có bình thường không hay là có vấn đề gì không? Cũng bình thường mà tại vì ở đây không có công ăn việc làm thì người ta bỏ người ta đi. Thì lâu lâu cũng có con về như vậy một chút về nó đi à. Chứ không có ngủ trong nhà dạ, ha. Dạ không, không có ngủ nên mình em mà em sợ. Bởi vậy nên là đúng thiệt là mà cái lấy chồng đó thì thật sự mà nói là lấy chồng là lấy với nhiều công dụng khác chứ không phải là chỉ vì sợ ma mà lấy đâu nha. Chỉ vì sợ ma mà lấy là mai mốt ví dụ như là người ta về ở vui rồi sao, khi đó không lẽ thì khi người ta ở vui rồi không cần chồng nữa, không có vậy đúng không? Cho nên là lấy chồng thì nó có nhiều công dụng khác nhau. Thì bây giờ Hường thử nói lên cái công dụng mà khi có chồng coi là có những cái công dụng gì, tác dụng thì khi có chồng. Một là vui, có người phụ công việc đó. Như em thì buôn bán, gặp mà bận thì có khách thì người chồng nó xuống phụ nấu cơm hay là làm đồ ăn gì vậy đó. Dạ. Thì dạ. Ví dụ như vợ làm việc này, chồng làm việc khác. Dạ, ha. Dạ. Ví dụ như anh ơi, anh ở nhà canh khách cho em, rồi ai vô thì anh tiếp dùm em, để em chạy xuống đây em đưa cho người ta mấy chục ly nước này cái ví dụ dạ, vậy dạ, ha dạ. Hoặc là anh chạy xuống xóm dưới anh đưa mấy chục ly nước này dùm em này cái ví dụ vậy ha. Dạ, rồi nhiều khi thì sáng thì em có khách bạn tiếp khách thì không ai đi chợ thì anh có thể đi phụ giúp em mua đồ ăn. Dạ. Rồi về rồi dạ. Anh nếu mà dạ. Tốt nữa thì anh nấu luôn phải không? Dạ. Anh xuyên biết nấu nướng này kia không? Dạ em. Nấu chín ăn được rồi. Đừng nói là biết ăn thôi chứ không biết nấu. Nói chơi với mình những món đơn sơ thì dễ mà đúng không? Yeah. Luộc rau, luộc trứng, pha mì tôm này kia thì dễ. Dưới đó thì nấu nướng này kia thì má nấu hay là anh Xuyên nấu? Em làm nấu ăn thì em ở nhà thì em làm ăn. Ngày thì ăn thì có nhiều mà chị cứ khẩu vị ăn không có người ăn lạc người ăn dạ. Có khác rồi em làm thì cũng ăn được thôi chứ không mấy gì ngon. Dạ. Đàn ông mà biết nấu vậy là quá ok rồi. Có ok rồi. Dạ. Thật ra thì nói thì cũng mang tính là mình trò chuyện cởi mở thôi. Chứ còn cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó thì cái hòa hợp đó là cái gì nó cũng qua hết trơn à. Dạ đúng rồi. Cái hòa hợp đó đôi khi ví dụ như chồng mà cũng về này kia thì mình cũng nhìn mình cười. Dạ đúng rồi, bỏ qua hết. Bỏ qua hết mà đôi khi thấy còn bổ nghĩnh nữa, thấy còn cười dạ. nữa. Rồi ví dụ như chẳng hạn như khi mà hợp nhau thì vợ nấu khét rồi đứng cười. Nó trời ơi khét hết trơn kìa này kia ví dụ như vậy. Còn mà không hòa thuận nhau thì không khét cũng không ngon nữa. Dạ đúng rồi. Vậy là tốt rồi. Cũng hy vọng rằng đó là sắp tới đây thì vị còn
có nhiều dịp xuống đây nữa ha. Dạ. Ok. Rồi bây giờ mình lên trên đó để cùng với mấy người bạn này kia để cho dạ. vui ha. Dạ dạ. Rồi, ok, vì nắm được cái tình hình chung rồi. Dạ, rồi, dạ. rồi. Rồi, mình dẹp mấy cái ghế đi. Rồi, đi anh. Được rồi. Đừng nói là mai mốt về đây dưới này là anh cũng sợ ma luôn nè. Em không sợ ma. Đã một người sợ ma rồi một người phải giữ đó nghe không? Dạ. Phải canh giữ. À, anh Xuyên mà sợ ma nữa là chỉ kiếm người khác đó nha. Dạ. Vị nói là lỡ mà anh Xuyên mà còn hay sợ ma nữa là chỉ kiếm người khác á. Rồi, vậy thì bây giờ chắc là mình cũng sửa sản ha. Mình rút lui ha. Rồi, bây giờ khoan trước khi rút lui thì... À, để rồi Vĩ hỏi Thanh chút xíu coi. Ừ. Ra ghế với nhau đi. Rồi, ngồi đây cũng được sao? Rồi hôm nay gặp gỡ vậy thì em Loan thấy thế nào? Dạ, thấy vui. À, thấy vui. Rồi có mong ước là sẽ có một ngày nào đó là có người dạ, em đến chơi nhà mình chơi. Dạ, em cũng mong ước. Cũng đến nhà mình chơi như vậy. Dạ. Rồi cũng được tiếp đãi này cái dạ. bạn bè này cái dạ. vậy ha. Dạ. ok. Rồi bây giờ thì chắc là mình về trước. Còn mình sẽ dành không gian yên tĩnh cho đôi bạn. Cao cao bên cửa sổ có hai người tèn tèn. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người tèn tèn. Rồi em Thủy lên đây ngay. Em Thủy lên đây ngồi anh hỏi thăm chút xíu. Rồi để anh cài cho. Đỡ mà anh biết. Mà giống nó lùng tè vậy anh. Hả? Mà giống như nó lùng tè vậy giống hả? Lùng tè hả? Thế thì hôm nay trong lòng em sao, em thấy có xao xuyến không? Dạ cũng xao xuyến xíu xíu anh. Tại vì hôm nay đi tới đây thì thấy anh chị đây cũng thấy cũng thích thích thái thái vui vui vậy đó. Dạ. Cũng mong mình có cũng ngày mong. Như vậy đó. Dạ cũng mong có ngày là em được như vậy đó. Có người đến nhà chơi này kia. Dạ có người đến nhà chơi cũng ăn uống giống như chị đây nè. Mai mốt mà có khách đến nhà chơi em cũng làm vài món như vậy nha. Dạ, em cũng làm vài món. Đổ tài cho anh tính dĩ rồi, ngon không? Ok, rồi vậy bây giờ mình chắc là mình xin phép mình rời khỏi chỗ này ha. Dạ, dạ. Để dành không gian cho hai người trò chuyện ha. Dạ. Rồi. À, thưa các cô chú và các anh chị thân mến. À mẹ Quang lên đây ba hỏi chút xíu coi. Rồi, được rồi, cảm ơn em nhiều nha. Cài vô. Mẹ Hoàng đừng nói là mai mốt muốn có vậy muốn nha. Có mẹ ơi. Ngồi xuống đi. Thì dạ. Sao hôm nay thấy sao vui không? À, vui, hôm nay đến nhà chị gì quên nữa. Nhà chị Hường. Nhà chị Hường. À, cũng mong một ngày gần tới em được lại đây ăn thêm mâm nữa. Ăn cưới. Đúng rồi. Hy vọng có... À, mong mấy em sẽ sớm được ăn cưới của anh chị. Dạ. Hy vọng như vậy ha. Rồi vậy bây giờ mình chào tất cả mọi người rồi mình về ha. Dạ. Đây nè, Tú Quyên nhìn qua đây ha. Mình chào cô chú rồi mình về con ha. Rồi, thưa các cô chú, anh chị, nay vậy là ăn no uống say rồi, nước cũng uống luôn rồi, nên là giờ chào cả nhà thân mến ha. Rồi hẹn gặp lại, hy vọng sớm gặp lại nha. Dạ, trước khi ra về em cảm ơn cộng đồng mạng, và cảm ơn vợ chồng anh Vĩ và cô Thủy lo với bạn của anh Xuyên và anh Xuyên. Có gì sơ sót bỏ qua cho em. Đâu có gì đâu, ngon đồ ăn mon muốn dạ. chết à. Ăn làm cho gia đình tốn kém nữa mà bỏ qua cái gì. Rồi vậy bây giờ mình chào tạm biệt nhau nha. Cả nhà nhìn đây nè. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Rồi hẹn gặp lại. À, thưa các cô chú và các anh chị thân mến. Vậy giờ đây thì Tung Vĩ xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại cô chú anh chị chúng ta trong một ngày gần nhất. Rồi mong có dịp á thì... hai người thành đôi thành lứa rồi chúng ta sẽ chứng kiến những phần tiếp theo. Rồi ra về con chó dừa nữa hả? Rồi ôi thưa quý vị, ra về còn cho bồn dừa nữa. Rồi để em từ từ để anh ấy ha, để mở cửa. À, để xe chạy lên mở cửa. Dạ thưa quý vị.
về xứ dừa đó, nên là khi ra về thì em Hường còn cho bụng dừa. Rồi đi qua đi anh, đi qua đi anh. Em Hường còn cho bụng dừa để về thưởng thức hương vị của Bến Tre. Coi chừng xe nha, em giữ con nghe con. Rồi để đó đi anh, để đại đi anh. Rồi cảm ơn anh nhiều ha. Rồi chào cả nhà nha, bye bye.